ra ngoài. Hai quả đá phạt trực tiếp cho 4-3. Rồi,
Vâng, rất hồi hộp. Bố Đa Ba có tận dụng được cơ hội này hay không? Trọng tài đang sắp xếp các cầu thủ để cầu thủ bên Bố Đa Ba sẽ thực hiện hai quả đá phạt. Rất hồi hộp. Không có học của ném rổ hơi thấp. Rất tiếp. Sẽ còn một quả ném phạt nữa. Đã cao một đôi nhưng vẫn không vào. Rất đáng tiếc. Rồi mới là một. Bắn áo đỏ lại. Rồi mới lên. Tiếp tục tình huống tấn công của anh chị. Bố Đa Ba. Không vào, cú ném rổ. Bóng đã đi hết đường biên. 4-1 triển khai tấn công. Đánh xuống đẹp. Lỗ rồi, bóng tổng tài. Tổng tài đã bắt đầu đánh tay. Bốn đá ba tỉnh khai tiền báo không được rồi, cầu thủ bốn đá một đã bắn ra thành công. Vâng, một cú tiền bóng rất nghệ thuật đến từ cầu thủ bốn đá ba. Vâng, bốn đá một phản công bên đội một. Rất đất bóng được rồi, một cú phản bóng không đúng luật. Lỗi đá bóng, cố tình đá bóng để anh cho lỗi. Cần tài đá bóng lỗi trung chân. Các cầu thủ đang đấu đang đi ra rất quyết liệt, các cầu thủ trên chân thủ trưởng ngoài vòng cấm cái tiền. Bóng đá đi hết đường biên, bóng đá đi hết đường biên, vòng chuyển tiếp nối của các cầu thủ 4-1. Bốn đá ba sẽ được hai tấn công. Cú ném rổ, ôi bóng đã chạm được rổ rồi, rồi rất đáng tiếc. Các cầu thủ bốn đá ba chuẩn bị triển khai tấn công kiểm tra đây. Bóng đã được luân chuyển rồi. Bóng đang rất là bật. Cú ném rổ, bạn rổ rồi. Áo vàng nắm tay, áo đỏ hai cầu thủ vàng. Trọng tài đã rồi. Hay quá. Đến 11. Và 4-3 sẽ có một quả đền phạt trực tiếp. Liệu lần này các cầu thủ 4-3 có chuyển hắc cơ hội để chuẩn bị tài chính điểm số 2 không? Rồi, đỏ vào đây. Không được rồi, bóng được bạc rồi, đi ra ngoài. Còn một cơ hội. Bốn đá ba. Kết thúc. Vẫn chưa được. Kết thúc. Vẫn chưa được. Không được rồi, bạc rồi. Tiếp tục là được đánh ngay. Kính thưa quý vị, bắt đầu đấu thứ hai sẽ diễn ra giữa lớp 5A2 và 5B1 sẽ diễn ra vào trận thứ hai. Nhắc lại, trận thứ hai sẽ diễn ra lớp 5A2 và 5B1. Một lần ném hàng nước. Một lần nữa kết thúc. Đây là vào. Bóng lại tiếp tục thương mình rồi.
Tiếp đó là tiếp còn 10 giây. Rất nhanh. 41 có cụ thể hóa cơ hội của mình thành những điểm số không? Vâng, hiệp đấu đầu tiên giữa hai đội 4B1 và 4A3 đã kết thúc. Theo trận đấu thứ hai vào buổi chiều ngày hôm nay là lớp 5A2 và 5B1. Thank you.
chuyển rất nhanh. Những các bạn học viên năm A2 và năm B1 mình sẽ khởi động làm nóng cơ thể ngoài. Chúng ta sẽ diễn ra trong vòng 5 phút.
4-1. Go ahead.
cầu thủ 41 của chúng ta cũng đã thi đấu rất xuất sắc trận đấu. Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu cực kỳ kịch tính, quyết liệt đến những giây phút cuối cùng. Chúng ta rất sức rồi, mình có cơ hội rồi. Sau đây là trận đấu. Sau đây là trận đấu Tây Huy Chương Đồng cuối năm giữa các cầu thủ 532 và 51. Xin mời các cầu thủ chúng ta bước vào sân.